Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Thank you.
Vừa rồi là bài Lời Ai Du Nắng Quê Tôi, soạn lời Quốc Anh do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Tốp Nữ trình bày theo điệu Con Nhện Răng Mùng. Tiếp theo, nghệ sĩ Đăng Kiên sẽ hát tiếp bài Cây Phong Ba Trên Đảo Sơn Ca do Nguyễn Xuân Thấp soạn lời theo điệu Đường Trường Thu Không. Anh đứng đây nơi tiền tiêu sóng gió, lắng nghe từng hơi thở đại dương, gửi vào câu hát vấn vương Trường Sa hai tiếng thân thương mặn nồng. Cây phong ba trước biển bão táp mưa xa vẫn xanh trên đảo nhỏ, cùng anh lính trẻ thách thức trong gian lao. Đây sơn ca trên đất trông từng con sóng mong cánh chim trời, hứng từng giọt sương sương rơi trên vòm lá, bát nước chia đều từ nhà truyền tay ngóng trông về đất liền yêu dấu, bao thương nhớ người lính nơi xa. Lòng phiến dưới ánh sao trời, tiếng đại dương chung vui câu hát, tiếng hát tiếng cười dưới ngàn trùng khơi những con người kiên cường lũy thép ra xa ám nắng, lòng vẫn yêu đời. Không xa đâu ơi anh lính đào Trường Sa, có tình đất nước đầy tiếng mẹ hiền vẫn cùng anh sắt son như hình bóng, rất đỗi tự hào lính
đảo tiền tiêu. Khúc tâm tình tặng người chiến sĩ đang cầm súng gìn giữ quê, gìn giữ quê hương. Mời quý thính giả nghe tiếp bài Hát với quê hương do Mai Nhân Hòa soạn lời theo điệu đào liễu, nghệ sĩ ưu tú Thúy Ngân thể hiện. Đường về quê mẹ chiều nay đong đầy ánh mắt tháng ngày xa xăm, khắc hình bóng mẹ trong tâm, một mình con hát âm thầm tự du. Đào liễu có một ni mình, sớm nắng sớm nắng chiều mưa, đào liễu có một ni mình, tấm lòng trung ý trinh nghĩa tình sâu, trước câu hát thanh bình mẹ hát du con vọng về, như tiếng nước đời bạn nhớ thương khôn nhòa, gửi vào câu hát lời ca niềm thương nhớ mẹ thiết tha bao ngày. Trên mảnh đất đi này thương con tháng năm mẹ như trăng khuya đi đang đi đây, trường mới ai xây ruộng vườn ai xới cho mảnh đất này mầm giống sinh sôi, quê nhà đẹp lắm đẹp lắm người ơi. Không nói lên ý lời tình thâm sau đây là bài Biển Xanh hát với đồng vàng soạn lời Xuân Hồi do hai nghệ sĩ ưu tú Xuân Hanh và Hồng Ngát trình bày theo điệu ngâm thơ và chinh phụ. Mênh mông giữa biển khơi xa, lời ca hát với quê nhà thân thương. Lúa đã tỏa hương
điệu trèo tha thiết vấn vương tình đời. Âm vang nhịp đàn thức sóng hát tiếng máy hòa niềm vui khúc ca vang biển trời rộn ràng nơi xa khơi thuyền ong bạc cá đầy khoang kén chặt tôm vàng ta càng yêu thiết tha giữ cho biển bạc dài mùa xuân niềm tin yêu ngày nào tôi ta vươn tới tầng cao sắc xuân đi dâng chào ngọt ngào muôn khúc ca quê núi hoa đơm hoa thuyền đầy tôm cá nghệ sĩ ưu tú Đoàn Liên sẽ hát tiếp bài Hát với Trường Sa do Đỗ Tĩnh soạn lời theo điệu Sử Bằng. Cả nước hướng về anh người chiến sĩ đang ngày đêm thao thức với Trường Sa. Tổ quốc bên anh hải đảo là nhà, điệu chèo quê có Trường Sa nồng thân. Anh đứng đó mũ ngời sao sang, giữa trùng dương nước bạc với mây xanh giữa phòng bà bao tấp quanh cả tổ quốc tung bay trong gió cây tùng đứng hay là anh đứng đó mặt người xa nòng pháo vươn xa xua bóng mây đen đuổi cả giữ rình mòi anh nghe chỉ muốn
biển lặng. Anh từng chịu muôn vàn thử thách thiếu tình thương, nước ngọt rau xanh thiếu màu đen, mái tóc dài buông màu non trắng trên đồng xanh mượt lúa. Anh say sưa bên bờ công sự, mặt dõi nhìn Nam Bắc Tây Đông, lòng anh vui ngắm những đàn chim bay theo bóng con thuyền khoang nặng cá. Gửi tới anh điệu chèo quê mẹ, luôn ấm đi bóng hàng tre tin yêu anh, son sắt một câu thề. Trường xa đó bên nhau hòa sóng vỗ kết thúc chương trình là bài Xuống sang ánh điện quê nhà, lời của Nguyễn Quý do nghệ sĩ ưu tú Duy Thường và nghệ sĩ Minh Nguyệt trình bày theo điệu Tình thư Hạ Vị. Thank you.
xanh biếc lúa ngô đi quay. Đầy đất trái ngọt nghe chương trình hát chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Ngọt ngào tiếng nhạc quê ta do soạn giả Huyền Tâm soạn lời. Bài hát như một bức tranh miêu tả làng quê thật trù phú, màu mỡ với đồng lúa thơm hương, thóc phảng đầy sân, rau trải xanh dờn. Bây giờ chúng ta cùng nghe bài hát qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Kim Thoa cùng tốp nữ để cùng thấy được vẻ đẹp của đồng quê Việt Nam khi đất nước hoàn toàn giải phóng.
phiền với nhịp phi nhàng quản gì gian ni ngàn tiếng sóng vi như reo vang tay lưới dồn đi ra khi ghi cá về thuyền đầy khoang lưới rung rung kẻ nắng vàng mừng nghỉ người thân thương đây tiếng ca sông quê hương vui tiếng ca sông quê hồng ta hát cùng dòng tư đông sắn son buồn chiều tâm quy đồng Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng về và thả hồn phiêu du nơi bến sông quê của soạn giả Nguyễn Quang Cảnh. Nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ kỷ niệm ấu thơ, nơi chứng kiến biết bao lời thề non hẹn biển, mà đây còn là niềm tự hào của tác giả. Bởi sự thay da đổi thịt khiến bến sông năm nào giờ đã khoác lên mình chiếc áo mới với thuyền bè tấp nập. Tất cả đều tạo nên bức tranh quê muôn hồng ngàn tía. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý thính giả vừa nghe bài Bến Sông Quê do soạn giả Nguyễn Quang Cảnh soạn lời, nghệ sĩ Tú Minh Phương trình bày theo điệu Con Nhện Sang Mùng. Thưa quý vị và các bạn, người nông dân thương lúa từ khi sắc xanh mới lấm tấm lên non ruộng mạ, thường bằng sự chăm sóc, tưới tắm cho đến khi một màu xanh mướt phủ tràn, nhuộm kín. Và có lẽ quyến rũ nhất là hương lúa đang thì con gái, bởi lúa lên đồng, nõn nà và ngọt lịm hương thơm. Tất cả nắng gió, mưa sa được gom nhặt kết tinh thanh khiết trong một mùi hương vừa e ấp, vừa đằm thắm, nồng nàn. Trong khoe mắt nụ cười đắm say hương lúa, tình đời son sang lúa say quá đắp mi thành đời chiếu hạt nhớ đất đi cuộn đi dòng nước đi bạc đi nắng đi hồng phá sắc đi soi lúa trổ trải mượn đi màu ý đi xanh hương xuân đầu đất ni tình ni đời chân ni thần vì chung như nhất từ ngàn xưa quân ni quyết mạnh ni nồng quân ni quyết mạnh ni nồng trong người.
Vừa rồi là bài Hương Lúa Quyện Tình Người do soạn giả Triệu Đa soạn lời, hai nghệ sĩ Hạnh Ngân và Chu Cường trình bày theo điệu quân tử Vu Dịch. Quý vị và các bạn thân mến, có câu thơ viết rằng muốn ăn cơm trắng cá chê, muốn đội nón tốt thì về làng Chuông. Làng Chuông ở huyện Thanh Oai, Hà Nội là một ngôi làng cổ có truyền thống với những mảng xanh phơi đầy nón trắng. Mỗi khi tới phiên chợ, nón được xếp thành từng chồng dài. Màu trắng của nón lấp loá khắp nơi, xen lẫn sắc hồng trên má các thôn nữ, làm sao xuyến bất kỳ ai khi tới thăm nơi đây. Bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp dịu hiền cùng nụ cười e ấp giấu trong vành nón của cô gái làng Chuông trong bài Nón Trắng Quê Mình do soạn giả Mai Văn Lạng soạn lời theo điệu Chinh Phụ, nghệ sĩ Tú Văn Chương thể hiện. Bóng ai thấp thoáng nón trắng nhấp nhôi chín hồng đôi má em đứng đợi chờ ơi em gái làng Chuông trăm thương ngàn nhớ nón trắng chào người luôn có hình như em trên quê hương mình nắng hạ nhấp nhôi non trắng nặng tình ai chào những miền quê xa xôi em gái thương yêu ơi nón trắng xinh giữa đời y nụ hồng nở trên môi lòng lạnh đôi mắt trong vành nón trắng ánh mắt trao nhau thủy chung một màu cho đẹp những mùa cau ai có đi nơi đâu nón trắng trên đầu nghĩa tình sâu thân thương nón trắng phai màu dòng ý thơ anh viết đó cô gái nghe Chuông cô gái Chuông dịu hiền đôi bàn bàn tay xinh đưa mũi kim nhanh nhanh em không sợi tơ tình quê lụa mình thêm phồn vinh thần chương trình. Mời quý vị và các bạn ngắm nhìn bức họa chiều quê bằng âm thanh thật dịu dàng và thanh thoát. Tuy đơn sơ nhưng gợi lại trong lòng người bao nỗi nhớ nhung. Nhớ dòng sông quê sóng sánh bóng hoàng hôn, nhớ sóng lúa ôm chân đê và nhớ cả tiếng gà gáy dưới thôn vang vọng, tạo cho ta một cảm giác trào dâng như được hòa vào thiên nhiên. Chúng ta cùng cảm nhận một chút hương vị của chiều quê trong bài Chiều Quê của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn do nghệ sĩ Thanh Tuyết và Tốt Nữ trình bày theo điệu Chức Cầm Hồi Văn. Thank you.
Chúng ta vừa nghe chương trình Hát Chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Dư địa chí dân ca. Chương trình mới mang đậm tính thực tế trải nghiệm được hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 sản xuất đã lên sóng phục vụ quý thính giả nghe đài. Lắng nghe dư địa chí dân ca, quý vị và các bạn sẽ cùng đồng hành với các biên tập viên của chương trình tới các địa chỉ văn hóa, những nơi đã và đang lưu giữ các loại hình dân ca và nhạc cổ truyền của đất nước Việt Nam. Chương trình có khung giờ phát sóng như sau: 23:15 thứ tư tuần 3 trên hệ VOV1 và 6 giờ chủ nhật kế tiếp trên hệ VOV3. Chương trình còn được phát trên hệ VOV2 vào thứ ba tuần 4 lúc 15:30 và phát lại vào lúc 23:30 ngày chủ nhật kế tiếp trên hệ VOV3. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Nơi đâu có âm nhạc cổ truyền, nơi đó có dấu chân VOV.